Để bắt đầu này, hôm nay chúng ta sẽ học buổi thứ hai là chúng ta học sâu hơn một chút về cái môi trường lập trình Python. Thì tôi sẽ cho các bạn xem qua chương trình ngày hôm nay nhé, là cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, sẽ là học về giới thiệu qua về các cái kiểu dữ liệu cơ bản nhất của Python và các phép toán trên các cái kiểu dữ liệu này. Rồi chúng ta sẽ học cái lệnh input, một cái lệnh mà rất hay dùng. Hôm trước chúng ta học lệnh print rồi đúng không? Hôm nay học lệnh input nữa và các kiểu chuyển đổi dữ liệu. Và cuối cùng là ta sẽ học một vài lệnh lập trình đơn giản với lệnh if. Thế thì bây giờ nói về cái đây ta vào cái màn hình tương tác của Python nhé. Thì dữ liệu của Python thì như sau, như biết thử nhé. Thì nó có ba kiểu dữ liệu chính. Các bạn biết thầy gắn thử nhé. Thì gắn A bằng 1 này. Thế nhưng mà đây là biến A bằng 1. Thì bây giờ muốn biết được là cái biến này, cái giá trị này là thuộc kiểu nào, chúng ta gọi cái lệnh là type. Ta gọi lệnh này, chúng ta mở ngoặc, chúng ta gõ cái số chữ biến A vào đây. Và các bạn ấn Enter. Các bạn thấy là nơi đề là gì? Là cái lớp int. Nhưng mà int đây là chính là cái kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu nhé. Như vậy là in là kiểu dữ liệu. Bây giờ thầy gắn một biến khác nhé. Thầy gắn cái biến, ví dụ như là mình thầy mở ngoặc gắn là ví dụ như là Hà Nội chẳng hạn nhé. Đây là kiểu số ký tự. Chúng ta xem thử này. Time thử kia. S thì nó thuộc gì, kiểu gì? Kiểu là str là kiểu string, là số ký tự. Thì chúng ta gắn một kiểu khác nhé. Hay ta gõ luôn, ta gõ type, ta gõ luôn cái số chẳng như là 1.34 chẳng hạn. Thì là kiểu gì nhỉ? Kiểu float. Như vậy là đối với Python thì nó có ba cái kiểu dữ liệu chính. Thế là bốn từ đó sau là kiểu int là kiểu số nguyên, kiểu float là kiểu số thực, và kiểu str là kiểu số ký tự. Còn logic chúng ta sẽ bàn cho nói sau nhé. Như vậy là đây là ba cái kiểu dữ liệu chính. Các bạn đã hiểu chưa? Thì chúng ta có thể dùng lệnh type để mà đây hiện tại nó là cái mô tả nó là như thế này. Cái cú pháp của đó là đối tượng như thế này nhé. Đấy. Là type mở ngoặc xong là bên trong là viết ra cái đối tượng, nó có thể là biến nhớ hoặc nó có thể là một cái con số cụ thể, giá trị cụ thể. Thì phần mềm nó sẽ hiện ra ngay cái kiểu. Thì nó có kiểu chính là kiểu int, nó lại là số nguyên này, kiểu str string là kiểu sâu, và float là kiểu số thực. Thì chúng ta sẽ quay lại các phép toán của nó nhé. Thì phép toán của đầu tiên là với số chúng ta chú ý nhé, với cái mà chúng ta làm từng phần một này, đối với số tự nhiên trước này. Số tự nhiên thì nó có những cái ấy sau đây này, nó có những cái phép toán là phép cộng trừ này, phép nhân này, phép chia nguyên này, lấy số mũ này và phải lấy số dư. Cái dấu là chéo một này thì là chia gì, là chia thực. Chú ý nhé, thì tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ như ta bốn ta chia cho 2 như thế này, thì đây là cái phép chia nguyên và máy tính chia ra ngay là số 2. Ví dụ nó là tôi gọi là 5 chia 2 thì đây là phép chia nguyên, ra sẽ là 2. Còn nhân tân 5 mà chia cho 2 thì ra ngay là gì? Là 2.5, số thực. Chúng ta chú ý nhé. Còn phép cộng trừ thì đây thì dễ hiểu rồi. Còn lấy số dư thì là 5. Ví dụ như này, 5 chia cho 2 thì nó sẽ là số dư là 1. Chúng ta chú ý cái phép mà chia nguyên đấy, phép chia nguyên nhé. Thì đây, thật ra phép chia nguyên là cái gì? Phép chia nguyên đấy
là cái số nguyên lớn nhất mà không vượt quá cái số là cái thương số 5 5 5 chia 2 này. Đấy. Ví dụ thầy viết là 5 trừ 5 nhé, trừ 5 chia 2 là cái gì? Đây ấy, đây là cái số nguyên lớn nhất không vượt quá là trừ 5 phần 2. Tức là trừ 2 phần 5 thì nó sẽ bao nhiêu là bao nhiêu nhỉ? Số nguyên lớn nhất không vượt quá trừ 5 phần 2 là số mấy? Mình có hiểu không? Nó xả lỗi nó là số trừ 3. Các bạn có nghe được không? Nhá, đó thì đó là cái ngoài ra thì là còn có số mũ nữa, ví dụ như là 5 này, 5 mà sao hai cái sao như này thì nó là mũ, số mũ. Đấy, thì đó là cái đây là cái phép tính mà chung có thể dùng cho cả hai là số thực và số nguyên nhé. Khi mà thì viết thế này này, thế này chẳng thì viết là 4 chia 2 nhé, 4 chia 2 thì mày sẽ hiểu đây là phép chia thực và nó ra cái đáp án là 2.0. 2.0 là số thực nhé, còn nữa 2 thì là nguyên. Chúng ta phân biệt cái chỗ đó nhé. Thì số nguyên là nằm trong số thực thì ta hoàn toàn ta có thể viết là 3 này, 3 nhân với 1.2 là máy hiểu hết, hiểu hết. Nhưng mà thì viết là như vậy, như là 1.2 mà cộng với mở nháy ABC thì tính là đúng hay sai, tính là sai vì một số không thể cộng với một cái số ký tự được nhé. Mình tự ấn đây là máy sẽ báo lỗi ngay nhé. Thì đó là đối với số. Còn đối với sâu thì nó có những phép tính gì? Thì với sâu là có hai phép tính, một là phép tính cộng sâu, cộng sâu. Ví dụ nhé, là thì biết số cụ hợp đây giống như là ABC cộng với mở nháy D E thì ra cái gì? Nó ra là nối hai sâu. Phép cộng sâu đây là phép nối hai sâu. Đó, các bạn thấy không? Hay là thì viết là S1 bằng bằng ABC đúng không? S2 bằng 123. Đó. Thì cái viết S bằng S1 cộng với S2 thì họ là hai đây là phép cộng là làm được, là nối hai sâu lại với nhau. Thì như vậy S là bao nhiêu? S là nối là nối của hai sâu. Như vậy là đối với sâu thì nó có phép cộng, ngoài ra còn có phép nhân nữa, nhân một số nguyên. Tức là như này, nếu thầy viết là S nhân với 3 thì cái này nó chính là gì? Nó chính là gì? Nó chính là S cộng S 3 lần. Thì nó chính là bằng là S cộng S 3 lần. Đấy, thì nó chính là S nhân 3, đúng không? Nhìn thì viết là S nhân 3 nhé, S nhân 3 thì nó ra cái gì? Nó ra là đây, nó nối ba cái lại với nhau. Như vậy là với sâu ấy thì là có phép cộng và phép nhân với số tự nhiên, đúng không? Còn nhắc lại là với sâu thì ta có thể viết trong hai dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn hoặc là dấu ba ngoặc kép cũng được cả nhé. Thì đó là những cái phép tính đầu tiên đơn giản với sâu, với số. Bây giờ thì nói thêm một chút nữa về cái lệnh gán. Hôm trước đã nói về cái lệnh gán rồi, tức là gán là đặt tên cái biến nhớ sau đó được bằng dấu bằng và gán sang bên phải là một giá trị nào đó nhé. Ví dụ thì viết là x bằng 12 như thế này. Đấy, thì là cái nếu họ có thể là x bằng y bằng 12 thì như vậy cái là gì? Như vậy đây là cái lệnh thứ hai, là lệnh là cả x và y đều gán cùng một giá trị là 12, là 12. Chúng ta chú ý nhé. Đó, thì đối với lệnh gán thì ở trong Python còn có một cái lệnh gán rất hay nữa là cho phép là gán đồng thời. Gán đồng thời. Nhé. Không phải là x bằng 1 xong phẩy y bằng 2, cái này không phải như này nhé. Cái này là lỗi này. Đó, thế này là lỗi. Mà là như này, mà nó gắn là x phẩy y bằng 1,2. Đấy, cái này thì được. Tức là cái này các bạn sẽ hiểu cái lệnh này là lệnh gán đồng thời, nhưng mà thật ra nó có ý nghĩa rất lớn ở trong sau này đấy, khi chúng ta học ấy thì chúng ta sẽ hiểu vì sao lại gán này như thế này. Nhưng mà bây giờ trước mắt chúng ta hiểu là như này, chúng ta có được gán đồng thời là như vậy, là các cái biến nhớ cách nhau bởi dấu phẩy
và có thể gán đồng thời là 2, 3, 4, 5 tùy bao nhiêu bên nhớ cũng được. Hoàn toàn có thể gán là x phẩy y phẩy z bằng là 12. Số thứ hai là ký tự là sâu ký tự là Hà Nội chẳng hạn. Đó. Đến khi số thứ ba là 1.56 chẳng hạn, thì như vậy là đồng thời cả x, y và z gán, x thì gán cho 12, y cho Hà Nội và z cho 1.56. Nhưng mà x thì là số kiểu số nguyên, y là kiểu số gì? Y là kiểu sâu, còn z là kiểu số thực nhé, các bạn chú ý nhé. Bây giờ tiếp theo này, chúng ta sẽ học thêm một cái lệnh nữa, là cái lệnh là nó gọi là chuyển đổi dữ liệu. Cái này là cái mà cũng rất là hay của Python, là nó cho phép chúng ta là chuyển đổi một cái số từ cái kiểu này sang kiểu khác. Thì chúng ta cùng 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 tìm hiểu nhé. Bây giờ thầy thầy viết nhé, là a là n đi, n bằng 12 đi, thì n là kiểu gì nhỉ? N là kiểu số nguyên. Nhưng mà thầy thầy có thể viết là nó có lệnh là float, dùng chính ngay cái tên của nó nhé, mở ngoặc n, thì khi nó sẽ biến cái lệnh này, nó trả lại cái giá trị là vẫn là n, trả lại cái giá trị là phần là cái giá trị là gì, là cái làm số thực, viết là x gì bằng đó, kiểm tra x gì nhé, x gì là 12.0. Như vậy là nó sẽ chuyển đổi cái giá trị n từ nguyên sang thực nhé. Được chưa? Thế bây giờ vẫn là n 12 rồi nhá. N là 12, bây giờ thầy mới chuyển từ str n là cái gì đây? Chuyển n từ số nguyên sang gì? Sang kiểu là string. Thì máy nó sẽ trả lại là gì? Trả lại chính là 12 trong cái dấu ngoặc. Như vậy nó đổi từ giá trị nguyên sang giá trị gì? Sang giá trị sang sang kiểu gì, kiểu sâu. Và ngược lại, bây giờ thầy gắn sc này bằng này 1 2 3 4 nhé. Đó. Thì nó là một cái sâu ký tự, nhưng mà trong con số thôi, thì có thể viết là int của sc. Đấy, thì bây giờ int của sc nó sẽ trả lại là giá trị là 1 2 3 4. Nhưng mà tất nhiên rồi, nếu mà thầy viết thế này thì nó báo lỗi ngay, thầy viết là như này, viết là như này nhé. 1 2 3 như lại có a b c ở trong nữa. Đấy thì nó sẽ thế này. Nhưng mà viết là in của s thì máy báo lỗi ngay. Máy nó sẽ kiểm tra được máy báo lỗi. Như vậy là nó có, mà nhắc lại là Python nó có ba kiểu dữ liệu chính, là kiểu int là số nguyên, kiểu float là số thực, và str string. Thì nó có ưu tư, nó có ba cái hàm, hàm int nhé. Hàm float float và hàm thứ ba là hàm str, là cái ba cái hàm nó dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu từ cái kiểu này sang kiểu kia, và chúng ta để dùng dùng rất nhiều ở trên thực tế. Được chưa, các bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà đấy là một vài cái mà khi ta vào sâu hơn một chút buổi hôm trước, vì là các kiểu dữ liệu. Thế bây giờ thầy sẽ làm sang cái phần tiếp theo, là nói sang cái lệnh mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều, là cái lệnh là input. Đây, input, lệnh input là cái lệnh gì? Là cái lệnh mà dẫn người Rồi, dùng, đi vậy. lệnh input là cái lệnh mà cho phép người dùng nhập một số ký tự từ bàn phím và trả lại giá trị là một biến nhớ ở trong máy tính nhé. Thì cú pháp của nó là như thế này, đây cú pháp là như thế này nhé, nó trả lại giá trị. Điều theo đây thì tôi viết luôn là input, sau đó là mở ngoặc, sau đó mở nháy, nhập một số hay nhập một sâu cũng được, nhập một sâu nhé, đóng nháy. Đó. Như vậy là input có dạng là gì? Là input sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong là một số ký tự bất kỳ, là cái dòng chữ hiện lên trên màn hình để ta nhập một giá trị từ bàn phím, ấn enter này. Đấy. Nên còn nhập 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 một cái sâu và ta gõ, bây ta gõ chữ là Việt Nam enter. Đây thì máy nó sẽ trả lại cái giá trị là cái số ký tự là Việt Nam. Thầy viết lại nhé, chính xác hơn nhé, sc bằng bằng input mở ngoặc mở nháy, hãy nhập
một hãy nhập sâu ký tự, sâu ký tự, ký tự chưa, enter này. Máy báo này cái dòng chữ đây này, cái dòng chữ là hãy nhập sâu ký tự này sẽ hiện ra trên màn hình và ta sẽ nhập số vào đây. Người ta nhập là 123 ví dụ như đó. Thì bây giờ SC là cái gì? SC chính là 123. Nhưng mà ở đây các bạn chú ý nhé, cái giá trị trả lại của hàm input ấy luôn luôn làm số ký tự, không phải là số. Chúng ta nhập là 2123 đúng không ạ? 123, nhưng mà giá trị trả lại của SC là 123 trong dấu gì? Trong dấu ngoặc. Như vậy là SC này này luôn luôn là một số ký tự. Đó. Cho nên là chúng ta chú ý là input là cái hàm mà luôn luôn là trả lại giá trị là số ký tự. Mặc dù chúng ta có là nhập ban đầu là số. Đấy, như vậy chúng ta gọi time của SC để chính là số ký tự. Được chưa? Đó. Thế bây giờ đầu bài là như đầu bài là bây giờ đầu bài là thầy muốn là nhập vào một số thì làm thế nào? Đó, thì vừa nói xong là input là luôn luôn là nhập từ bàn phím là một số ký tự. Mặc dù chúng ta gõ là số, ta gõ là 15 hay là 15.5 gì đó thì đó là số, thì máy vẫn hiểu là một số ký tự. Như vậy là muốn mà máy hiểu là nhập vào là làm số phải làm thế nào, chúng ta phải dùng các cái hàm đổi biến đổi ở trên đấy. Ta phải dùng các cái hàm như là hàm int, hàm in, hàm float, hàm này này để biến đổi. Ví dụ nhé, ví dụ như là bìa đầu bài của thầy là bìa hãy nhập vào từ bàn phím một cái số và in ra số đó trên màn hình làm thế nào, thì làm như sau đây. Hai lệnh, một là ta viết là x gì bằng và gõ luôn int, đó in là biến đổi luôn nhé, mở ngoặc input, các bạn chú ý này, input mở ngoặc nữa này, mở này, nhập một số, được chưa? Đấy, và đóng một nhánh nữa đóng bằng như vậy là input ở đây này, input đây chính là cái hàm số dùng để nhập một số một sâu từ bàn phím. Sau đó khi nhập xong rồi thì sao, thì máy sẽ dùng cái hàm in này để chuyển đổi sang gì, chuyển đổi sang kiểu là kiểu số đó. Bây giờ enter nhé, em máu nhập thuật, bây giờ nhập này, ta nhập là 34. Thì người ta sẽ x là gì nhỉ? X chính là gì? X chính là 34. Và kiểu của x là gì? Kiểu của x chính là gì? Chính là kiểu nguyên. Đó, kiểu nguyên. Như vậy là đây chính là cái giá trị, đây là cách mà chúng ta dùng để ta nhập một sâu. Nếu nhập một sâu thì chúng ta dùng input thôi. Còn nếu muốn nhập một số số nguyên thì ta dùng cái hàm này, in. Còn dùng một số thực, ta dùng cái hàm gì? Hàm float nhé. Được chưa? Thế bây giờ các bạn cùng với thầy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập nhỏ nhỏ như này nhé. Đây là bài 1 nhé. Là viết chương trình như cô nhập bàn phím tên của bạn, sau đó là in ra dòng chữ là làm ví dụ xin chào bạn Hà. Và bài số 2 viết luôn nhé, viết chương trình nhập một số tự nhiên. Sau đó thông báo số bạn đã nhập là ví dụ như là 12, 13. Chúng ta làm cả hai bài nhé. Cái hai bài này thầy sẽ tôi sẽ dùng lập trình nghiêm chỉnh, chứ không phải là hai bài này hoàn toàn có thể làm ở trên cái màn hình này, nhưng tôi sẽ dùng lập trình để làm thử nhé. Thì bây giờ chúng ta có thể dùng ngay ở đây là tạo ra cái file. Hoặc là bây giờ hôm nay thầy sẽ dùng một cái phần mềm nữa. Phần mềm này sẽ là phần mềm các bạn sẽ dùng nó để ta thực hành cho các cái bài tập dài hay hơn. Tức là chúng ta sẽ dùng cái phần mềm là WinWare nhé. Các bạn có thể về nhà các bạn là đặt tải sẵn được. Bây giờ tôi bật WinWare cho các bạn tìm. Thì đây chính là cái phần mềm WinWare, là cái phần mềm mà miễn phí. Các bạn tải cái bản là Win Personal, nó là miễn phí. Đó, thì tôi sẽ qua các bạn nhé. Đây là chính là cửa sổ, bên trên là cửa sổ lập trình. Bên dưới này, ở bên phải này, chính là cửa sổ chúng ta sẽ để đầu ra của chương trình nằm ở đây. Đây chính là Python Shell ở đây, vẫn là shell bình thường nhé. Tương tác ba dấu lớn ở đây nhé. Đây là debug AI, là cái phần vào ra của chương trình nhé. Rồi, thì bây giờ thầy làm thử các bạn xem nhé. Bài số 1 này,
Bài số 1 là như sau. Bài số 1 làm thử ở đây nhé. Là bài là viết chương trình yêu cầu nhập từ bàn phím tên của bạn, sau đó in dòng chữ là xin, ví dụ xin chào bạn nhé. Làm thử này. Bấm vào đây để đây là lệnh là tạo mới một cái tệp này. Lệnh mở mà file có sẵn này, lệnh ghi file này. Và nút này là nút nút để run này. Để nút này là nút chạy này. Đó, làm thử nhé. Bấm vào new ở đây. Rồi. Cái bây giờ ta sẽ ở đây ta sẽ phóng to lên. Giúp mình này, ta còn dùng lệnh Ctrl cộng để phóng to lên cho dễ nhìn nhé. Đó. Làm thử nhé. Cứ đặt một cái biến là name và ta nhập từ bàn phím một tên và gắn vào cái biến name đó. Ta đặt tên luôn nhé, name bằng được chưa? Input luôn, input mở ngoặc đúng không? Hãy nhập tên của bạn. Được chưa? À, cách làm phí cho nó dễ nhất, cách ra đây để cho nó nhập cho nó dễ dàng hơn này. Rồi, sau đó là xuống dòng. Đây là thứ nhất, lệnh thứ hai là in ra, ta dùng lệnh là print mở ngoặc nhé. Tên chào bạn. Chào bạn xong rồi là gì? Chào bạn nhưng mà sau đó là name luôn, chào bạn, ta sẽ đóng và ta phẩy name. Cái lệnh print cho phép là chúng ta có thể nhiều in ra nhiều tham biến, biến 1, biến 2, biến 3 có thể bị in ra nhiều cái lệnh print như này này. Lệnh print nó cho phép chúng ta là in như này, như tôi ghi cho bạn xem này. Có lệnh là print nhé. Print giá trị 1 này, sau đó phẩy nhá. Giá trị 2. Thầy ơi, không thể đi hết thầy ơi. Sao? Màn hình không có gì thầy ạ. Mà hình em mà đang nhìn thấy được kiểu lúc in với search á. À vì đây là đang ấy thôi, đang nhìn thấy chưa? Chưa. Thay kết vốn ở chỗ. Chứ thầy gì thế ạ? Thay kết vốn ở chỗ Python Shell là thế nè. Refresh lại thầy ơi. Chỗ nào? Nhìn thấy chưa? Hiện tại chưa. Chưa thấy thầy rồi. Thầy đang thấy cái gì? Đang thấy đứng trong search file này. Search in file. Vẫn đang màn hình đi mất IO. Mình thấy à? Em thử màn hình của em. Nhìn thấy chưa? Chưa. Nhìn thấy màn hình của PowerPoint chưa? Chưa luôn à. Win của thầy đấy ạ. Đây này. Không được cái màn hình bị trí đâu thầy ạ. Mình bị treo rắn á. Treo à? Vâng dạ. Như treo ạ. Kém nhỉ? Cái này kém quá nhỉ? Màu đen à? Thế màu đen thôi à? Không thấy được cái màn hình của màu trắng. Project Win. Thấy màn hình đen rồi thầy ơi. Cái này mỗi người thấy mỗi màn hình khác nhau cơ. Hay là do đường truyền nó chậm thôi chứ còn không bị đâu. Do thầy cái con đường truyền chậm thôi. Do đường truyền là chậm. Chậm thôi đúng không? Thế thì quay lại cái bình này đang nhìn thấy chưa? Đường truyền nó chậm nhưng mà nó chưa thấy gì hết thầy ơi. Thầy share lại màn hình đi ạ. Vẫn đang share mà. Share lại nhé. Dạ, vâng, thầy tắt thêm mở lại. Đây là tắt đi rồi đúng không? Mọi người nhìn thấy dạ. thấy chưa? Thấy thầy rồi. Lên hình thầy, bây giờ thầy xem màn hình lại ạ. Đi xem lại nhé. Thấy chưa? Em thấy cái màn hình chưa. Hồi nãy giờ chứ không thay đổi gì cả. Bên em thấy màn hình của thầy nhưng mà đường truyền nó chậm lắm. Nó chậm hả? Màn hình camera thầy ạ. Vâng ạ. Thế nó chậm thôi đúng không? Em chỉ nhìn hình ảnh của thầy, không nhìn thấy mặt thầy ạ. Không, camera thầy thì vẫn thấy bình thường. Mà cái bên chỗ Win là em vẫn thấy cái màn hình màu trắng ạ. Có thấy mình đang lập lập trình chưa?
Có rồi ạ. Thấy chưa? Chưa thấy thầy ạ. Thấy rồi thầy ạ. Được rồi thầy ạ. Màn hình WinWe đấy, thầy thấy đấy chưa? Rồi ạ. Thấy rồi thầy. Nếu có hai dòng nữa, dòng thế là dòng name bằng input, thầy thấy chưa nào? Dòng hai là lệnh print. Thấy rồi đúng không? Vâng ạ. À vâng. Nói em thấy được cái chữ login. Lâu. Nếu lại login nào ở đâu? Hàng vật đáng chữ default process win mà nó chỗ hàng năm trong chỗ search in file thôi ạ. Chứ hàng không qua được cái đơ rồi. Cho nó bị hỏng màn hình thôi, hỏng nó chậm thôi. Biết nhìn thấy màn hình chưa? Rồi ạ, để chị em áo ra em vô lại thấy. Ừ. Bây giờ thầy mình ghi cái file này lại nhé. Ghi lại cái file nào đó, ghi lại cái file này thì sẽ để mình dùng lâu dài. Bây giờ thầy sẽ ghi vào đây. Ghi vào cái thư mục của cái chương trình của chúng ta đấy. Để ghi vào đây. Nha. Bài 1 nha. Đây thì ta ghi với cái file là bài 1.py và nó có hai lệnh. Thì đây là quá trình đầu tiên chúng ta xem đúng không? Ta chạy thử nhá. Bấm cái nút này này, bấm cái nút màu xanh như này, hình tam giác cái này. Chạy thử. Đây thì máy nó sẽ bấm ok mà nó sẽ chạy. Phiên ra ở dưới này. Ở dưới này chính là cái chỗ mà là cái phần tương tác của chương trình đấy. Đầu ra của chương trình. Hãy nhập tên của bạn, ta gõ vào đây nhé. Tên của tôi là Hà này. Enter. Thì máy báo ngay là chào bạn Hà, thấy không? Đó. Chỉ đó là các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta chạy lại thì nhắm chạy lại này. Chạy lại nhé. Bây giờ tôi gõ chữ là Dung chẳng hạn. Máy báo là chào bạn Dung. Thì như vậy là đây là cái lệnh mà gồm có ba chương trình gồm có hai dòng. Dòng một là name bằng input, hãy nhập tên của bạn. Là chúng ta dùng là input để nhập từ bàn phím vào một cái biến số bất kỳ và gán vào cái biến là biến name. Dòng thứ hai là lệnh in. In gồm có lệnh print gồm có hai biến nhớ là hai cái tham số là biến tham số 1 là chào bạn, tham số 2 là name. Bạn đã hiểu chưa? Nhé. Thế bây giờ thầy sẽ làm bài số 2 là nhập vào cái bàn phím một cái số tự nhiên và in ra cái dòng chữ là bạn đã nhập số gì đó. Nếu nhập vào số 15 thì nó là bạn đã nhập số 15. Nó thì làm như nào? Bây giờ chúng ta tạo ra một cái chương trình mới nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm này. Như vậy bây giờ để mà nhập một cái số nguyên thì chúng ta sẽ phải nhập từ bàn phím bằng lệnh input và ta chuyển đổi sang ngay số nguyên. Thì ta dùng lệnh như sau đây. Ta dùng như ta lệnh là n này bằng này. Gọi luôn lại là int, chuyển đổi sang luôn và sau đó là input ở đây nhé. Input mở ngoặc nghĩa là hãy nhập một số, nhập một số nguyên này về hai lần đóng ngoặc, vì bên này là có ngoặc hai ngoặc mà nhé. Tôi phóng tôi mở to ra đĩa chứ ta nhìn này. Đấy. Dòng thứ hai là ta gõ cái lệnh là ta nhập lệnh là print. Tên là số bạn đã nhập là sau đó phẩy xong n. Đấy. Đấy, làm như vậy. Bạn đã hiểu chưa? Đi chạy thử nhá. Ta ghi bài này là B2 này, bài là bài số 2. Nào tôi bấm chạy thử nhé. Đấy, nhập một số nguyên này. Thì bây giờ gõ số là 345, enter. Thì máy báo là số bạn đã nhập là 345. Người đã hiểu chưa? Như vậy là đây là như vậy là cái lệnh input là cái lệnh như vậy. Còn chúng ta học hai lệnh là input và lệnh print. Được chưa? Đó. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ học tiếp sang một cái lệnh nữa. Theo tôi cũng là cái lệnh rất là bản lề. Chúng ta có nhìn thấy màn hình không?
Có ạ. Màn hình bê tông Shell có nhìn thấy không? Mình tương tác có thấy không? Đây Có thấy rõ không nào? Thấy rõ không? có Rồi, có bây giờ chúng ta sẽ học xong cái lệnh khó đầu tiên của bê tông hôm nay. Là cái lệnh là gì? À, tôi xin lỗi. À, trước khi nói về cái lệnh này thì chúng ta nói thêm nói về các cái biến nhớ kiểu bool đã, quên mất. Xin lỗi, quên mất. Tức là ở trong Python thì ngoài cái biến nhớ biến cái kiểu dữ liệu chính mà ta đã biết là kiểu số nguyên, số thực và sâu thì còn có một kiểu dữ liệu nữa rất hay dùng là kiểu bool. Bool nhé. Này. Bool là kiểu dữ liệu cái kiểu dữ liệu logic thì loại này nó chỉ có hai giá trị đúng và sai thôi, đúng và sai nhé. Thì thông thường cái biến này được hay dùng thông qua cái kiểu thông qua dùng những cái phép so sánh đó. Ví dụ như ta biết là 12 lớn hơn 3 thì nó đâu đúng ấy, thì cái biểu thức 2 lớn 3 này nó là một cái giá trị bool logic là đúng. Enter này đấy, máy báo là true là đúng. Các bạn nhớ cái chữ true là đúng là một cái từ khóa của Python nhé, viết hoa nhé. Mình thấy viết lại là 12 mà nhỏ hơn 3 thì nó ra cái gì? Thật ra là sai, đúng không ạ? Biểu thức so sánh nó ra là sai và cái từ khóa là false. Như vậy là cái kiểu bool là kiểu cái giá trị số mà nó có giá trị là true và false. Tôi có thể viết lại như này: b bằng 12 lớn hơn 3. Đó. Thì như vậy là tôi gán này, bên 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 trái là cái biến nhớ b nhé, bên phải là cái biểu thức 12 lớn 3. Biểu thức 12 lớn 3 là một cái biểu thức so sánh nó có giá trị đúng và sai. Thì như đây là lại gán cái giá trị đúng cho b. Enter đi. Để ta kiểm tra b là gì? B là true và chúng ta gõ kia kiểm tra cái kiểu dữ liệu của b là gì? Đây, nó là bool. Như vậy bool là một kiểu dữ liệu nữa chúng ta cần phải nhớ, là một trong dữ liệu cơ bản. Thì kiểu dữ liệu này nó chỉ dùng khi mà ta cần phải so sánh, cần phải đánh giá một cái biểu thức là đúng hay sai thôi. Đó, thì với cái số chúng ta có này, chúng ta có cái là có cái phép tính như sau nhé. Có cái phép mà đây kiểu dữ liệu bool nhé, thì là nó là cái kiểu là nó có các cái đây tôi quay lại cái này chưa cần lắm nhé, bây giờ tôi bật các tin này, chúng ta mình nhìn rõ chưa nhé. So sánh này, so sánh lớn hơn này, so sánh nhỏ hơn này, lớn hoặc bằng thì viết như thế này, nhớ nó bằng thì viết như thế này, so sánh bằng nhau thì viết như thế này, so sánh khác nhau thì là chấm than và dấu bằng ở bên cạnh. Chúng ta nhớ chưa? Như vậy chúng ta nhớ là có những cái phép toán ở trên các cái số đó thì nó mô tả cái này là nhỏ hơn, lớn hoặc bằng, nhớ nó bằng, bằng và gì? Bằng và không bằng, không bằng. Đó. Chúng ta chú ý nhé. Đó. Ví dụ nhé. Ví dụ là thôi được, ví dụ là thì viết là a bằng 3 nhé. Thế vậy là a khác 3. Thì đây là gì? Đây là một cái biểu thức logic đấy. Là nó so sánh là a có khác 3 hay là không. Thì các bạn biểu thức này là giá trị là đúng hay sai nhỉ? Theo các bạn là đây là đúng đúng hay sai? Sai ạ. Nó là sai bởi vì là a bằng 3 thì a cái biểu thức là a khác 3 thì là sai, so sánh a khác 3 là sai. Được chưa? Còn nếu viết như là a bằng 3 thì sao nhỉ? Thì nó là đúng. Ta chú ý nhé. Như vậy là cái biểu thức logic ấy là biểu thức mà viết bằng các cái phép toán so sánh nhé, so sánh. Ngoài ra thì còn có cái khái niệm là các cái kết nối các biểu thức logic nữa, gồm có ba cái dạng kết nối là kết nối là và hoặc và phủ định. Và là dùng cái từ khóa là and nhé, hoặc thì dùng từ khóa là or và phủ định từ khóa là not. Đấy. Được chưa? Thì nếu mà a
mà bằng 3 là đúng. Đây thì thầy viết nhé, viết là B này. À 3 mà viết B bằng như này. Thì như vậy là cái biểu thức logic là A bằng 3 sẽ được gắn với B. Được chưa? B đúng hay là sai? B là đúng. Thì bây giờ thầy viết là not B. Not B thì nó sẽ là sai. Đấy. Như vậy đối với cái biểu thức logic ấy, thì nó có cái ba cái toán tử là toán tử and, toán tử or và toán tử not nhé. Và thì các bạn chú ý cho thầy có cái chú ý như này nhé. Đây, với chúng ta đã hiểu cái phép toán và not chưa? Nếu mà là not là not là gì, là phủ định. Ví dụ như là not của true thì phải bằng gì? Phải bằng false, đúng không? Not của false thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng true. Chúng ta chuyển định đây là phép toán not nhé. Còn phép toán và. Toán và thì true and true thì sẽ bằng true. Đây có thể mở ra cái bảng nó thực xem nó có cái bảng thì hay hơn. Kiểm cái bảng ra thì dễ nhìn hơn là cái này. Nhưng mà thôi, bây giờ thầy tìm cho các bạn cái bảng đó nhé. Tìm trên máy tính. Có nhìn rõ không nào? Để thầy tìm cái cuốn sách của thầy. Một chút thôi, để em tí để thầy tìm cho các bạn cái bảng đó để chúng ta nhìn vào cho nó dễ nhá. Đây, phép toán của nó đây nhá. Cái phép và này, cái phép và là nó chỉ x and y đấy. Chỉ đúng khi mà cả hai x y đều đúng. Còn nếu một trong hai cái mà sai thì nó sẽ bằng sai. Đó là cái phép và. Hoặc thì ngược lại là nó gì? Nó đúng khi chỉ một trong hai giá trị x y là đúng thì x o y là sẽ là đúng, và nó sai khi chỉ khi cả hai cùng sai. Đây là sai đó. Còn đây là phép phủ định nó đây này. Thủ phủ định của true thì là false, phủ định của false thì là true. Cái này các bạn dần mà sẽ hiểu dần nhé. Hôm nay chưa cần hiểu ngay đâu, mà ta sẽ làm tập dần ta sẽ hiểu nhé. Rồi thế thì thầy sẽ quay lại với cái lệnh if để chúng ta có cái ta sẽ học làm số cái bài tập đầu tiên của lệnh if rất đơn giản nhé. Nhé. Đây, thì lệnh if như sau, lệnh if là lệnh như sau này, là cái lệnh mà nó là cái lệnh mà có thể xử lý theo hai trường hợp. Nếu đúng hoặc là sai thì như thế nào? Đây nhé. Bây giờ nhé, thầy viết là A này. A bằng 3 này. B bằng 2 nhé. A bằng A này nhé. Thế bây giờ thầy viết là if. Lệnh if nhé. Nếu mà A, phép dư của A mà cho 2 mà bằng 0. Đây, lệnh if này nhé. Nếu thôi thầy biết này. Sẽ dễ hơn nhé. If A lớn hơn 0 thì in ra dòng chữ là A lớn hơn 0. Được chưa? Đây này. Nhưng mà lệnh sau lệnh if là một cái biểu thức logic. Sau đó là có dấu 2 chấm. Đó. Thì đây là cái dấu 2 chấm là một trong những cái chỗ rất đặc biệt của cái của Python. Tức là sau 2 chấm thì phải xuống dòng và viết thụt vào một khoảng cách nào đó. Và tất cả các lệnh thuộc vào đó là nằm trong một khối lệnh, trong cái nhóm lệnh của Python. Và khi chúng ta viết xong, chúng ta có thể lùi ra ngoài. Để viết ra, lùi ra ngoài. Thì bấm Enter xuống nhé. Em thuộc vào chưa? Thì nó thuộc vào số lệnh if, nó thuộc vào với một khoảng cách là mặc định là 4 space, 4 dấu space của màn hình. Chúng ta có thể ít hơn là tùy, nhưng mà mặc định là 4. Thế nhé, thì ta viết như này. Green. Mở nháy. A lớn hơn 0.
Đây là cái lệnh không lệnh if thôi, là nếu thì người ta vẫn enter này, nếu lên lần thứ hai thì chạy luôn này. Đấy, a lớn không, thấy không nào? Thì như vậy đây là một, đây là chúng ta sẽ học lệnh đầu tiên là lệnh if, thì nó như thế này. Đây, cú pháp của nó là if, sau điều kiện của if đó thì mở hai chấm xong xuống dòng và viết thuật vào, thuật vào một khoảng cách nhé. Và đây có để nhiều lệnh, lệnh này phải nằm trong cùng một cái nằm trong cùng một cùng thuộc vào giống nhau, không thể các lệnh không thể thuộc vào là khác nhau được, phải giống hệt nhau. Thì đây là một lệnh rất quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta mô tả một lệnh khác của if, lệnh đầy đủ hơn nhé, là if điều kiện sau dấu hai chấm xong thuộc vào, được chưa? Các lệnh cho nó xuống dòng, cho nó lùi ra ngoài bằng ở trên if viết là else hai chấm xuống dòng thuộc vào, đúng bằng nhau nhé, đúng bằng thế này nhé. Đấy, thì đây là cái đây là mô tả cái dạng đầy đủ của lệnh if đây. Đấy, nhắc lại này, if này, điều kiện này, hai chấm này, xuống dòng là các lệnh, có thể nhiều lệnh nhưng mà các lệnh mà thẳng hàng với nhau. Đây là những lệnh sẽ thực hiện khi mà điều kiện này đúng. Còn khi điều kiện này sai thì thực hiện lệnh else này, else là hai chấm xuống dòng là các lệnh đây nhé. Thì đó là cái lệnh if. Bây giờ chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ làm một số bài tập nhỏ như sau này, và ta sẽ kết thúc cái bài tập này ở chỗ này nhé. Bây giờ thầy làm thử các bạn bài tập như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập một cái số tự nhiên từ bàn phím và kiểm tra xem nó là, ta tạo một file mới đi, ta kiểm tra xem nó có phải là số chết cho hai không. Nếu chết cho hai thì máy thông báo là chết cho hai, còn nếu không thì máy báo là không chết cho hai, và cái số A đó nhập từ bàn phím nhé. Vậy đầu bài của chúng ta là hãy nhập một số từ bàn phím và kiểm tra thông báo trên màn hình là chết cho hai hay là không chết cho hai, được chưa? Ta làm tập đơn giản như vậy nhé, ta làm thử nhé. Đây là cái bài tập là nhập một số từ bàn phím và kiểm tra xem có chia hết cho hai hay không nhé. Cho hai không, thông báo trên màn hình. Bạn chú ý là trong lập trình những cái dấu thăng này, dấu thăng đây là chỉ các cái comment, những cái mà không nằm trong lệnh. Cái dấu thăng là sau dấu thăng là cái phần viết thừa viết nào cũng được, nó gọi là các cái chú thích của lệnh. Để chúng ta chú ý thêm một ý gì nữa. Bây giờ tôi sẽ viết luôn chỉ đơn giản nhé. Chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một số mà kiểu đó là A, tôi viết là A bằng luôn nhé. Tôi dùng lệnh in để chuyển đổi sang luôn, là đổi sang số nhập toàn phím và chuyển đổi sang số in số tự nhiên luôn, và viết lệnh input ở đây, input mở ngoặc nhập một số tự nhiên nha. Rồi, hai chấm đóng nháy, đóng hai ngoặc. Lệnh thứ hai, vì lệnh thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra là nếu A mà chết cho hai thì thông báo là số này chết cho hai, và ngược lại thông báo là không chết cho hai. Tôi dùng lệnh if. Đấy, đầu tiên là if nhé, if A chết cho hai dùng cái gì, dùng cái biểu thức so sánh là A lấy số dư cho hai, được chưa? Đó, bằng không, kiểm tra xem là A số dư cho hai có bằng hay không. Nếu mà bằng không, số dư cho hai bằng không thì là A chết cho hai. Đóng hai chấm, sau lệnh if điều kiện là phải hai chấm, đó là xuống dòng, máy sẽ tự động thụt vào và tao viết luôn là print, lại luôn là print. Đó, số này chia hết cho hai, đóng nháy. Đấy, đây là cái lệnh mà thực hiện khi mà điều kiện bên trên là đúng, còn ngược lại chúng ta sẽ kéo ra bên ngoài thẳng hàng với if nhé, thẳng hàng đó, và viết else. Đấy, hai chấm xuống dòng lại thụt vào, cứ hai chấm xuống dòng là thụt vào, và ta viết cái dòng chữ là print số này không chia cho hai,
Được chưa? Đấy. Như vậy đây là ta là xong cái chương trình rất đơn giản. Cũng có 3 lệnh. Lệnh 1 là nhập cái A, lệnh số 2 chính là if. If cũng có 2 nhánh là if và else. Được chưa? Bây giờ tôi ghi lại và tôi chạy thử cái bài này nhé. Về 3 cho các bạn xem nhé. Chạy thử này. Bấm đây là chạy thử này. Đấy. Nhập, tôi nhập số 15 này. May báo chứ nào? May báo là số này không chia cho 2. Nhầm lại là chạy lại nhé. Mình tôi nhập số 10 chẳng hạn. May báo là xoay chết cho 2. Đó, thì chúng ta hôm nay là cái buổi thứ 2, nhưng mà cũng khá nhiều kiến thức, là cái buổi mà chúng ta học bắt đầu làm quen với nhắc lại này. Làm quen với các kiểu dữ liệu cơ bản. Trong đó thì kiểu dữ liệu chính là kiểu số nguyên, số thực, sâu và kiểu bool. Kiểu bool thì ta sao ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa, nhưng mà hôm nay chỉ học sơ sơ thôi. Và các phép toán với số, với sâu là input rất quan trọng. Và sơ lược về kiểu dữ liệu bool, đặc biệt là so sánh thôi, phép so sánh và lệnh if nữa. Đó, lệnh if nữa. Đó, thì đây là cái bài tập nhé, bài tập về nhà thì là các bạn về cái bài nhà các bạn làm thử, và cái trong tuần thì tôi sẽ cùng các bạn ta giải bài tập nhé. Như vậy là có tất cả là có 7 bài, tất cả tôi sẽ gửi lên trên Facebook để các bạn cùng làm nhé. 5 bài bên này là 7 bài. Được chưa? Như vậy là xong rồi nhá.